hai ma đét này cơ. Ông pháo phát. Hoàng Ngọc Anh nhé. Hai biết rồi. Hai cái nhà. Cả lâu. Hôm nay anh Trường những khai thác công cái này sao ấy? Mấy anh em anh Quốc Anh. Vâng. Anh ở trong hay ngoài hả? Anh ở ngoài hay ở trong? Anh thích ở đâu rồi hả? Đấy. Ôi từng cái một lại kỳ công lắm. Lâu quá đi. Này ấy lắm, này vất vả lắm. Cái này phải có thêm tí động viên vào thì nó mới nhanh được. Này phải có tí động viên vào nhanh ngay. Có tí động viên vào. Hôm qua về sau anh Trường biết không, em chở thằng kia thấy nó vậy quá. Thấy nó gọi là vất vả quá nên là chở ra bên xe Vĩnh Niệm. Cho chuyến xe ôm. Đúng rồi, đi chuyến Thanh Hóa, không biết hôm qua có bắt được xe không? Anh mệt quá, anh đi thôi, để cho Hoàng đóng cửa đi về. Vâng. Ô, đầu hết, ô đầu. Đúng rồi. Qua bạn ấy làm chưa quen nhỉ anh Trường nhỉ? Làm sau ta đến anh nhá, sau ta anh sập cho xuống. Thank you.
Cái này kiên trì anh ạ, đây là thử độ kiên trì. Cái này bọn anh nhàm còn nhàn hơn là cái tấm rèm. Mương hồ sen hả anh Trường? À, mương cầu tre. Nó làm không khác gì hồ sen mà anh Trường ơi. Nó làm không khác gì hồ sen. Hồ sen nó làm hả? Mấy cái mương nó làm hết mà. Anh Trường ơi, công viên Hồ Sen vào chưa? Hả? Công viên Hồ Sen đẹp lắm. Công viên Hồ Sen. Nó vẫn cứ răng, nó vẫn răng dây, nó vẫn răng dây đấy. Ờ. Nó chưa cho ai vào đâu, chỉ đi qua xem thôi. Em chưa, nó chưa cho ai vào đâu anh ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sinh vận động đến giờ để chẳng làm gì nữa, để xe làm mẹ ăn riêng cho nó sạch để cho dân chúng đi lại. Hay là nó làm đảnh nhựa van đèn cho bác chứ mà trong cái dòng cây đường phố cho anh. Hai anh làm rất tốt là có thưởng.